Á hậu Phương Nhi tình tứ bên Isaac, lần đầu đóng MV Á hậu hai Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Phương Nhi vào vai cô gái được ca sĩ Isaac theo đuổi trong MV Vượt qua Everest. Trong MV ra mắt tối 20 tháng 12, Isaac hóa thân chàng ca sĩ phải lòng một cô gái xinh đẹp trong quán bar ngay lần đầu chạm mặt. Anh dùng tình ca, những vũ điệu và các trò ảo thuật để chinh phục cô. Họ cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc lãng mạn, nhưng đi đến một kết cục bất ngờ. Lần đầu vào vai yêu nhau nhưng Isaac và Phương Nhi kết đôi tự nhiên. Họ dành cho nhau những cái ôm, cái tựa đầu tình tứ. Isaac tiết lộ tất cả các phần khiêu vũ trong MV đều là ý tưởng bất chợt trên phim trường, nằm ngoài kịch bản. Dù vậy, Phương Nhi rất sẵn lòng kết hợp với anh. Dưới sự chỉ dẫn của đàn anh, cô nhanh chóng thuộc động tác. Theo lời Isaac, đây là ca khúc có phần vũ đạo khiến anh thích nhất trong các sản phẩm của mình. Vốn ấn tượng với nhan sắc của Phương Nhi, Isaac càng quý mến người đẹp bởi tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sự thông minh, nhạy bén và dễ thương. Mỗi khi được hỏi có mệt không, cô luôn nói, em không sao, anh yên tâm. Cô còn cổ vũ ngược lại anh trong những phút làm việc mệt nhoài. Họ đã cùng nhau ghi hình trọn vẹn một ngày một đêm để mang đến sản phẩm âm nhạc lần này. Là fan của Isaac từ lâu, Phương Nhi cứ nghĩ nam ca sĩ là một mỹ nam lạnh lùng. Nhưng khi tiếp xúc, cô bất ngờ trước tính cách ấm áp và chu đáo của anh. Anh Isaac đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lần đầu quay MV. Với tôi, anh Isaac 10 điểm, Á hậu chia sẻ. Tại họp báo ra mắt MV Ngồi Yên Anh Sang ngay chiều 16 tháng 8, Isaac lần đầu biết chuyện Á hậu Phương Nhi là fan của mình. Mới đầu anh không nhớ cô là ai, nhưng sau khi được ekip giải cứu cho xem hình ảnh của top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Miss World Việt Nam 2022, anh nhận ra 3 trong số 37 người đẹp cùng mình ghi hình MV ca khúc quảng bá cho vòng chung kết cuộc thi nhan sắc. Dù chỉ tiếp xúc một lần, nam ca sĩ nhớ kỹ từng cô gái đóng chung với anh ở cảnh nào. Có điều gì nổi bật và có kỷ niệm nào đáng nhớ? Anh cho biết lần đầu gặp mặt anh đã ấn tượng nét đẹp của Á hậu Phương Nhi. Trước khi MV Vượt qua Everest ra mắt, Isaac và Phương Nhi được bắt gặp cùng đi dạo trên phố. Hình ảnh của họ được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người khen họ xứng đôi vừa lứa. Sau khi phát hành MV, Isaac sẽ trở lại lịch trình làm việc bận rộn cuối năm. Ngoài chạy show biểu diễn và quảng cáo, anh hiện ghi hình show truyền hình biển của Hy Vọng.